Bà đi ra khỏi nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa. Bà đi đâu bà đi, đừng có ở nhà này nữa. Con đuổi mẹ đi rồi, mẹ biết sống ở đâu giờ con. Bà sống ở đâu thì chuyện của bà, không có liên quan gì tới tôi hết á. Cha bà con... bệnh hoạn bà ở nhà làm gì, bà lây tôi rồi sao? Cha con chết rồi, một mình mẹ nuôi con, có hai mẹ con khổ hủy nhau mà giờ con đuổi mẹ, mẹ biết sống ở đâu giờ? Cái chuyện bà sống ở đâu á, không có liên quan gì tôi hết á. Tôi nói bà hoài sao bà không nghe? Bà lố tái cây hả? A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be. Bây giờ bà có đây không? Bà không đi tôi phá nhà này cho bà coi. Từ từ mẹ đi. Con ơi, con bị làm sao? Bà bị làm sao? Cài bả đi chị. Có sao không cô? Mày á, quá đáng lắm luôn á. Dù gì cũng là mẹ mày mà. Mà mày đối xử với mẹ mày vậy đó. Làm gì quá đáng? Mẹ tôi muốn làm gì tôi làm. Tao cũng chóng mắt lên tao coi á, trời trừng phạt mày như thế nào. Chuyện nào mấy chuyện của bà. Bà đi về đi. Cô ơi, cô sao rồi cô? Không sao đâu. Chỉ tại tôi già cả, nay bệnh mai đau, không có giúp ích gì được cho nó, nên nó mới như vậy. Tại tôi là không biết dạy con, tại tôi đáng được nhận. Con cũng đã chóng mắt lên coi nó, coi nó sống được như thế nào. Dù vậy nó cũng là con của tôi, cô đừng có rủa nó mắc tội con. Cần giúp gì không? Con giúp cô. Tôi làm được. Sao còn chưa đi nữa? Để tôi giúp mày. Đi đi. Cậu làm cái gì vậy hả? Tôi làm gì đó được không? Làm gì vậy hả? Trời ơi là trời, hiện tao vậy? Mẹ mình già cả rồi tuổi nữa. Trời ơi, sao giờ mẹ mày nuôi mày từ nhỏ đến lớn mà bây giờ mày đối xử với mẹ mày vậy vậy? Rồi sao? Mấy người là gì mà mấy người vô đây? Ủa sao là hàng xóm vậy? Rõ ràng là mày sao mày? Làm gì quá đáng? Dù sao bà cũng là bạn của mày. Mày đuổi bà đi đâu? Bà đi đâu là chuyện của bà. Căn nhà này là của mẹ mà chứ của mày đâu nha. Không có mẹ hay đâu á, nhà này là nhà của tao nè. Mày nói nữa tao cũng mày luôn á. Đừng có đánh con tôi. Mọi người đừng có đánh con tôi. Mấy người buông tôi nha. Đừng có đánh con tôi. Chạy ra đi. Chạy. Thôi, mày không thương mẹ mày giờ mẹ mày làm gì đó? Mẹ sao vậy nè? Mẹ ơi! Mẹ! Giờ con chạy con còn thở không? Mày thấy mày chưa mày? Mẹ ơi! Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ! Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Đây, đưa chị đây đây! Mẹ ơi! Đưa bà đi, đưa bà đi đi! Đưa bà đi bệnh viện đi! Nhanh lên. Phận làm con không được bất hiếu với cha mẹ. Dù gì cha mẹ cũng mang nặng đẻ đau sinh ra mình. Cho dù ốm đau bệnh tật cũng phải phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ thật là tốt. Đừng nghĩ danh phim mới có, ngoài đời có thật 100%. Bây giờ tôi không thích cho bà ở trong nhà này nữa. Tôi kêu bà đi ra đường ở là được không? Bà già cao đủ bà đi ở nhà mày. Bà ở nhà là chuyện của bà. Nhưng mà cái nhà này là của mẹ mày. Nhà này bây giờ là của tao. Tao gì? Nói lên tao quýnh mày luôn á. Mày nói chuyện. Anh không có quyền gì mà quýnh tôi hết á. Mấy cậu ơi, mấy cậu tha cho con tôi đi mà. Mày cho nó chửi tội. Thôi thật chứ mày. Đừng có đánh con tôi. Mấy người qua đây không nha. Ê mẹ xẻo rồi kìa. Đừng có đi bệnh viện đi con. Cái gì vậy? Cô sao rồi cô? Mày thấy chưa? Cổng đi. Mẹ ơi,